Xin chào anh chị em và các bạn, tôi Ngọc đây, tôi Ngọc chuyên bất động sản điểm xuống của Vành đai 3. Và hôm nay thì tôi Ngọc đang đi tại phân khu nhà phố thấp tầng của dự án Vinhome Grand Bắc để xem một cái bất động sản tại phân khu The Manhattan Glory. Và đối với lại những cái bất động sản trong dự án Vinhome của Grand Bắc hay là những cái bất động sản ở khu tái định cư Phước Thiện thì có những cái tình trạng gọi là số chờ hoặc là mua phiếu mua suất tái định cư, thì dẫn đến là cái trong cái thời điểm này thì cái giao dịch giữa người bán và người mua nó không thể diễn ra như bình thường được, và dẫn đến đó là cái hình thức giao dịch công chứng ủy quyền. Và hôm nay thì tôi Ngọc sẽ làm một chủ đề, đó là rủi ro nào trong giao dịch mua bán công chứng ủy quyền và nguy cơ người mua có thể bị mất trắng tiền nếu không biết điều này. Và nếu như anh chị và các bạn đang xem video đây thấy cái nội dung tôi Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích hoặc có thể giúp đỡ cho được một ai đó, thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của tôi Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ tôi Ngọc và đội ngũ team Colin góc nhìn đầu tư bất động sản. Ok, thì thông thường trong cái mua bán thì mình sẽ mua bán giữa người bán và người mua sẽ ra một cái văn phòng công chứng để giao dịch. Tuy nhiên thì đối với lại những cái bất động sản ở trong dự án Vinhome Grand Bắc, những căn hộ hoặc những căn nhà phố mà hiện tại đang làm ra sổ hoặc là đang trong thời gian ra sổ, thì chủ đầu tư sẽ không hỗ trợ cái vấn đề chuyển nhượng hợp đồng giữa người bán và người mua. Hay là những cái bất động sản tại khu tái định cư Phước Thiện thì rất là nhiều anh chị đi săn đón những cái phiếu tái định cư, bởi vì tổng cái chi phí đầu tư vô một cái phiếu tái định cư như vậy thì nó sẽ có cái mức lợi nhuận nó sẽ tốt hơn những cái bất động sản tương tự 25 đến 30%, nên rất là nhiều anh chị săn đón những cái phiếu tái định cư như tái định cư của những hộ dân bị ảnh hưởng bởi Vành đai 3 hay là những hộ dân bị ảnh hưởng bởi khu công nghệ cao. Và những cái rủi ro nào trong cái quá trình mua bán công chứng ủy quyền, thì đối với rất là nhiều cái hình thức mà tôi Ngọc đi làm đối với lại những cái bất động sản mua bán công chứng ủy quyền thì sẽ có 3 cái bộ hồ sơ. Một bộ là công chứng ủy quyền toàn phần, một bộ là một cái hợp đồng mua bán bằng dân sự gần như là bằng giấy tay, và một bộ đó là thừa kế. Và đối với lại cái hình thức mua bán ủy quyền như thế này thì đương nhiên thì cái rủi ro nó sẽ thuộc về người mua, và gần như trong giao dịch bất động sản thì đa phần rủi ro nó sẽ thuộc về người mua, kể cả có sổ hoặc không có sổ. Tuy nhiên thì đối với lại cái hình thức công chứng ủy quyền thì cái mức độ rủi ro thì nó sẽ cao hơn. Và tôi Ngọc hôm nay sẽ phân tích sâu vào cái vấn đề những cái rủi ro nào của cái hình thức mua bán ủy quyền như thế này. Ví dụ như khu tái định cư Phước Thiện đi, thì có những cái phiếu tái định cư mà bây giờ cái tiền phiếu thì nó khoảng 800 triệu đến 1 tỷ một phiếu chẳng hạn, và cái tiền đóng cho nhà nước nó khoảng tầm 4 tỷ, thì một cái lô đất nó 7 × 20 thì cái tổng cái số vốn mình đầu tư vào khoảng nhỉnh hơn 5 tỷ một chút, thì cái giá thị trường nó đang là 7 tỷ, và đâu đó thì cái người mua sẽ được lợi nhuận một cái biên lợi nhuận lên đến 30 thậm chí là 35% so với cái công thức mà chúng ta vừa mới tính như vậy. Thì dẫn đến là cái câu chuyện đối với cái phiếu tái định cư á, thì nó lại có cái thời gian mà để đóng thuế gọi là chuyển đổi mục đích sử dụng đất và phí làm hạ tầng, thì nó lại gần như là nó cũng không bắt buộc, và dẫn đến có thể là 1-2 năm sau thì bây giờ cái lô đất đó nó không phải là 7 tỷ nữa mà nó lên đến 10 tỷ thậm chí là 12 tỷ, là lúc đó là khoảng hay là 14 tỷ đi, thì khi đó thì nó rơi vào khoảng 100 triệu một mét vuông ấy. Thì dẫn đến là cái người chủ gốc ấy thì họ sẽ nảy sinh cái vấn đề là bây giờ là nó chênh lệch nhiều như vậy thì bây giờ họ cũng phải đòi hỏi phải có một cái lợi ích gì, và dẫn đến là họ sẽ không hỗ trợ trong cái quá trình làm giấy tờ
thì đấy là những cái rủi ro số 1, đó là tranh chấp giữa người bán và người mua. Và thông thường thì đối với lại cái hình thức mà mua phiếu, có những khi mà lôi nhau ra phòng công chứng, nhiều khi là chồng 5-6 cái phiếu cọc. Thì thông thường Tuấn Ngọc hay tư vấn cho khách hàng, nếu mình mua phiếu tái định cư thì mình nên hủy hết những cái phiếu cọc hoặc là mua bán trước đó, và mình sẽ làm trực tiếp giữa cái người mua là mình với lại cái chủ thể được cấp xuất tái định cư đó. Bởi vì sau này ra tên thì nó sẽ ra tên của chủ thể đó. Còn đối với lại những cái dự án như Vinhome Vườn Bắc, thì đối với lại những cái bất động sản thấp tầng cũng như cao tầng ở đây, thì gần như cái dư địa nó tăng thì nó đương nhiên nó sẽ không có, nó giống như cái vùng đất ở ngoài được, thì dẫn đến là nó cũng sẽ có những cái rủi ro khác. Rủi ro như ví dụ như tranh chấp giữa chủ của cái bất động sản bán và cái người mua. Ví dụ như ban đầu họ cần tiền thì họ sẽ bán thậm chí 3 tỷ họ bán 2 tỷ rưỡi, và đối với cái hình thức công chứng ủy quyền toàn phần như vậy. Nhưng khi mà họ đã xoay được tiền rồi thì họ lại không có bán nữa, họ lại không hợp tác nữa, thì lúc đó rất là khó khăn. Bởi vì cái tính pháp lý của cái giao dịch công chứng ủy quyền thì nó yếu, và cái thiệt thòi thì nó thuộc về người mua. Và đương nhiên thì đối với lại những cái giao dịch thì nó cũng có thể là tâm linh một chút, thì mình phải nhìn thấy là chủ của những bất động sản có những cái uy tín đàng hoàng. Cái này thì nó phụ thuộc vào cái kinh nghiệm, cái vốn sống của mỗi anh chị thôi, chứ cũng thì thế nên Tuấn Ngọc phải xét vô những yếu tố tâm linh, hay là cái đơn vị hỗ trợ môi giới cho chúng ta nó phải là một cái đơn vị mạnh, có nghiệp vụ cộng với lại làm vì cái tâm chứ cũng không vì lợi ích, thì đôi khi nó cũng khá là rủi ro. Thì đấy là cái câu chuyện số 1, đó là tranh chấp giữa người bán và người mua. Và tiếp theo thì đối với lại cái hợp đồng công chứng ủy quyền thì nó sẽ có vấn đề là thời hạn. Thì đối với lại cái thời hạn thì chúng ta cần phải chú ý là nếu mà không để thời hạn thì theo cái quy định của pháp luật thì cái hợp đồng công chứng ủy quyền đó thì nó sẽ có hiệu lực trong vòng 1 năm. Còn nếu mà có cái thời hạn thì chúng ta sẽ chú ý cái vấn đề hết cái thời hạn đó thì chúng ta sẽ đi gia hạn, hoặc tốt nhất là đối với công chứng ủy quyền thì mình cứ để 5 năm, 10 năm cho nó thoải mái về cái mặt thời gian. Và cái yếu tố thứ ba thì là yếu tố là cũng rất là gọi là gây chết người đối với người mua, đó là hợp đồng công chứng ủy quyền. Thì hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu có thù lao hoặc không có thù lao, thì về cơ bản hai bên đều có quyền chấm dứt cái hợp đồng. Và cái điều này thì nó cũng gây ra bất lợi rất là nhiều cho vấn đề người mua. Và cái rủi ro cuối nữa thì đối với lại những cái trường hợp mà chủ cũng rất là đàng hoàng, họ cũng rất là tử tế, tuy nhiên cuộc sống thì chúng ta chỉ biết hôm nay và biết ngày hôm qua thôi, còn tương lai như thế nào thì nhiều khi không biết được. Mà bỗng dưng họ bị tai nạn, bỗng dưng họ đột quỵ, gọi là họ vô tình, gọi là Tuấn Ngọc hay dùng cái từ gọi là thạch đấy, thì dẫn đến là cái hợp đồng công chứng ủy quyền thì nó sẽ bị vô hiệu. Và dẫn đến là cái câu chuyện là những cái người thuộc cái hàng thừa kế số 1 họ có hỗ trợ cho chúng ta ở cái câu chuyện ra tên hay không thì nó cũng cả là một cái vấn đề. Dẫn đến cái câu chuyện ấy, thì đôi khi trong mua bán kinh doanh thì cũng có thể có những anh chị lựa chọn phương án này, cũng có thể anh chị lựa chọn phương án kia. Và đương nhiên thì cái câu chuyện chúng ta là những nhà đầu tư thì chúng ta cũng phải nắm được hết những cái thông tin. Và sau khi nắm được thông tin rồi thì chúng ta quyết định, và đôi khi cái quyết định đó thì cũng có thể như Tuấn Ngọc đi đầu tư thì cũng có những cái mình đầu tư thì mình cũng biết rằng nó cũng có những cái phần trăm về rủi ro, nhưng mình có thể cân được cái rủi ro đó thì mình vẫn tiếp tục đầu tư. Còn đối với có những cái trường hợp mà mình cảm thấy mình không có thể xử lý được cái vấn đề phát sinh thì tốt nhất là mình không nên giao dịch.
và tổng kết lại cái câu chuyện đối với lại giao dịch những cái bất động sản bằng hợp đồng công chứng ủy quyền, những cái nơi như căn hộ của Vinhome Grand Bắc trong thời gian làm số, phân khu nhà phố thấp tầng của dự án Vinhome Grand Bắc trong thời gian đợi làm số, hay là mua những cái phiếu tái định cư của khu tái định cư Phước Thiện để được hưởng một cái biên lợi nhuận lời ngay khi mua khoảng tầm 30%, thì chúng ta cũng phải cân nhắc và tìm hiểu kỹ những cái đối tác, những cái con người và những cái thị trường để chúng ta đầu tư. Và Tuấn Ngọc chúc cho quý anh chị và các bạn có những kết quả đầu tư thành công ở những năm 2024 đến 2027. Và nếu như anh chị và các bạn đang xem video đây, thấy cái nội dung Tuấn Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích, hoặc có thể giúp đỡ cho được một ai đó, thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ đường link này đến người bạn đó. Còn nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tuấn Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Tuấn Ngọc và đội ngũ team Kulen, góc nhìn đầu tư bất động sản. Tuấn Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi. Xin chào.